Nhà sàn là nét văn hóa độc đáo của dân tộc miền núi, là biểu tượng đặc trưng của các dân tộc thiểu số được duy trì và lưu truyền cho tới ngày nay. Thế nhưng hiện nay ít người quan tâm đến việc phòng cháy chữa cháy cho nhà sàn. Đáng chú ý nhất là nhà sàn ở các thôn bản vùng sâu vùng xa tại huyện Lang Chánh đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà sàn mà phần lớn nguyên nhân dẫn đến là sự bất cẩn của người dân trong sinh hoạt hàng ngày. Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021 đã xảy ra vụ cháy nhà sàn tại bản ngày xã Lâm Phú, nguyên nhân được chính quyền địa phương xác định là do đang trong quá trình nấu cơm, lửa lây lan gây ra cháy. Mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã nỗ lực cứu chữa nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Cháy luôn là nỗi ám ảnh của mọi người bởi hậu quả của nó để lại vô cùng nặng nề, tài sản mất trắng, thậm chí tính mạng con người cũng bị tước đoạt vì hỏa hoạn. Tuy nhiên trên thực tế, một bộ phận người dân còn lơ là thiếu ý thức đề phòng cháy nổ. Do vật liệu sử dụng làm nhà sàn đều làm bằng các loại gỗ, lợp bằng lá cỏ, vách nứa là những vật liệu dễ cháy nên gặp nguồn lửa sẽ cháy lan rất nhanh nên rất khó khăn trong việc dập tắt. Việc nhiều gia đình còn đặt bếp lửa ngay trên nhà sàn và đun nấu hàng ngày là nguy cơ xảy ra cháy khi bất cẩn để ngọn lửa lan lên vách, tàn than bay lên mái nhà vào những ngày khô hành. Đặc biệt là người dân ở nhà sàn có sử dụng các thiết bị đồ dùng sinh hoạt như bóng điện thắp sáng, tivi, tủ lạnh, quạt, nồi cơm điện, ấm đun nước, thiết bị không đảm bảo chất lượng, đường dây dẫn điện quá tải, bật và để quên thiết bị chạy bằng nguồn điện cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Tất cả các vụ cháy nhà sàn xảy ra trong thời gian rất ngắn, nhiều vụ cháy nhà gây ra những thiệt hại lớn cả về người và tài sản vẫn xảy ra thế nhưng nhiều hộ gia đình còn chủ quan lơ là mất cảnh giác chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy do vậy để phòng ngừa các vụ cháy nhà sàn xảy ra tại các địa phương trong huyện trước mặt việc tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy nên được ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an huyện tăng cường hơn nữa về phía người dân đang ở trong nhà sàn nên đề cao cảnh giác luôn có ý thức về phòng cháy tự đầu tư trang thiết bị phòng cháy đơn giản nắm bắt quy trình kỹ năng sử dụng các thiết bị có sử dụng điện và luôn cẩn trọng trong những nơi có nguồn lửa nguồn nhiệt như đun nấu thắp hương thờ cúng nhằm phòng ngừa cháy nổ xảy ra